ơi mẹ à hãy để cho chúng con. Duy nhất trên đời mẹ đã quá vất vả rồi, người dũng cảm tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi, giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người thành người tốt trên đời, mẹ tự hào sớm thôi. Kể từ khi con thơ bé, mẹ luôn vô về chờ che và anh mắt chứa chan bao điều nhiều lo lắng. Con của mẹ đã khôn lớn, mẹ của con càng già hơn, giọng nói ấm áp chưa bao giờ lời than vãn. Dẫu riêng con bao điều mẹ nói rồi con thật nhiều, địch gánh vác bao cam chịu chẳng ai thấu hiểu. Dẫu khát khao đời mình vỡ ước muốn như duy nhất trên đời mẹ đã quá vất vả rồi, người dũng cảm tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi, giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người thành người tốt trên đời, mẹ tự hào sớm thôi.
hãy để cho chúng con.